Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn một bộ Âu Á hộp chương cuốn thư gồm có 10 món như trên màn hình, chất liệu gỗ hương đá, gồm có một đoạn 4 ghế đơn, 2 chiếc đôn kẹp, một bàn lớn và 2 chiếc đôn ngồi. Quý vị và các bạn ai có nhu cầu sở hữu bộ này thì vui lòng liên hệ ngay tới Nội thất Hiệu Huân qua số hotline là 0988 685 625 hoặc là truy cập vào website của chúng tôi là noithathieuhuan.com ạ. Sau đây xin quý vị và mọi người dành ra một ít phút để Nội thất Hiệu Huân có thể giới thiệu qua các thông số kích thước của bộ bàn ghế này. Đầu tiên cho em xin được giới thiệu qua về chiếc đoạn. Đoạn này gồm có 8 chân, 4 chân trước và 4 chân sau. Và toàn bộ bộ bàn ghế này thì có khuôn tranh dày 3 phân, yếm 3 phân, vách và ván rất là dày dặn, dày 1 phân rưỡi. Và hàng này là hàng bên em lựa gỗ, thế những cái đường vân vô cùng đẹp mắt và những thớ gỗ rất là đều màu ạ. Vân phải nói là vân VIP luôn. Mọi người có thể nhìn thấy mặt ván này. Ván dày phân rưỡi, dày dặn, gõ rất là đầm tay và vân là vân sần, vô cùng đẹp. Vách đây, vách thì là vách dày phân rưỡi. Vách dày phân rưỡi rất là dày dặn và chắc chắn. Những cái đường vân thờ vân vô cùng đẹp mắt luôn, rất là đồng đều. Bên em tuyển chọn ra những đường vân gỗ vô cùng đồng đều và đẹp mắt, cực kỳ là đều màu luôn. Và những thứ vân gọi là vân VIP luôn. Vân này vô cùng đẳng cấp đấy ạ. Cột là cột liền, chương liền. Chương liền từ bên này sang bên này và liền ở đây, liền hết cả xoáy luôn ạ. Mọi người nhìn thấy cái bản chương rất là to luôn. Xoáy cực kỳ là to và vòng rộng rất là tốn gỗ, cực kỳ là to. Đấy, vô cùng đẹp, vô cùng giá trị. Cột là cột liền, cột này là cột 12. Bản cột rất là dày dặn, cực kỳ là dày dặn. Cột 12 vô cùng là đẹp, quá là đẳng cấp. Và cổ chỉ thì chúng tôi soi đều tứ diện như thế này, đẹp từ trước ra sau. Khuôn tranh dày 3 phân. Đấy, khuôn tranh dày 3 phân, yếm dày 3 phân. Hàng cực kỳ là dày dặn, rất là dày và đẹp. Tiếp theo là 4 chiếc ghế đơn có cùng kích thước. Vân rất là đẹp, vẫn là những đường vân rất là đều màu và đẹp. 4 chiếc ghế đơn này thì có kích thước dài 1m07, sâu 73 và cao 1m17. Vẫn là khuôn tranh dày 3, ván vách 1 phân rưỡi, yếm dày 3 phân. Đều tứ diện, đẹp từ trước ra sau. Và bên em đã phun lót, quét lót qua nước 1. Thì lót là không có màu gì hết, cứ quét lên là màu gỗ hương là tự như thế này. Gỗ hương thì dù quét lót không màu hay cho nước thôi là nó cũng tự sậm màu như thế này rồi. Đấy. Và tiếp theo là 2 chiếc đôn kẹp thì có kích thước là 60x45. Và mỗi chiếc đôn thì có một chiếc ngăn kéo. Mặt đôn thì đục chùa một cột. Đấy, chùa một cột như thế này. Và tiếp theo là chiếc bàn. Bàn này có kích thước là 1m07x1m60. Đục thuận buồm xuôi gió với ý nghĩa là mang lại những công việc được thuận buồm xuôi suôn sẻ cho gia chủ, như là cánh buồm. Mọi công việc được thuận lợi, xuôi chèo mát mái đấy ạ. Và có 2 chiếc ngăn kéo mặt trước và mặt sau. Mặt trước và mặt sau rất là tiện trong quá trình sử dụng của mọi người. Cuối cùng là 2 chiếc đôn ngồi có kích thước vuông 40. Toàn bộ sản phẩm vô cùng đẹp mắt và những cái đường vân rất là đẳng cấp. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay tới Nội thất Hiệu Huân qua số hotline là 0988 685 625.